Cập nhật những diễn biến căng thẳng xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết. Giải mã chiến thuật của Nga khiến Ukraine rơi vào tình thế chưa đánh đã hết đạn. Ukraine lại hớ khi tuyên bố tiêu diệt chỉ huy hạm đội Biển Đen. Phản ứng mới nhất của Moscow khi siêu tăng Mỹ được chuyển đến Ukraine. Lý do Nga quay lưng với đồng minh Armenia. Giải mã chiến thuật của Nga khiến Ukraine rơi vào tình thế chưa đánh đã hết đạn. Nga thay chiến thuật đổi mục tiêu. Khi Nga bắt đầu phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, các quan chức tại Ukraine cho rằng Nga có số lượng pháo binh nhiều hơn gấp 10 đến 15 lần, trong khi lực lượng bộ binh đông gấp 2 lần so với nước này. Tuy vậy, sự phản kháng mạnh mẽ của Ukraine đã khiến cho Nga không đạt mục tiêu nhanh chóng như kỳ vọng. Ở thời điểm đó, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho rằng Nga có lẽ không hài lòng với kết quả, vì thế chắc chắn họ sẽ đánh giá lại chiến lược. Sau giai đoạn đầu xung đột, Nga đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Khả năng thích nghi của Nga có thể gây khó khăn cho Ukraine trong việc giành lại những vùng lãnh thổ đã mất. Vào mùa thu năm 2022, Ukraine đã gây bất ngờ cho Nga bằng cuộc phản công tại khu vực Kharkov. Kể từ đó, Moscow đã dành nhiều tháng để xây dựng lực lượng phòng thủ vững chắc nhằm đối phó với cuộc phản công hiện tại của Kiev ở phía Nam. Ngoài ra, Nga cũng triển khai máy bay không người lái để dò tìm và tấn công các vị trí của đối phương, khiến Ukraine gặp nhiều thách thức trong việc đáp trả. Cuộc phản công của Ukraine đã diễn ra một cách chậm chạp và đạt được rất ít bước tiến, trong khi tổn thất khá nặng nề do Kiev phải đối mặt với những bãi mìn dày đặc, trực thăng, tên lửa chống tăng và pháo binh của Nga. Theo đánh giá của các nhà quan sát phương Tây, Moscow có thể sẽ thực hiện nhiều sự điều chỉnh hơn nữa về chiến thuật và mục tiêu để có thể trụ vững trong cuộc xung đột tiêu hao. Nếu như trước đây, mọi hoạt động trên chiến trường chủ yếu diễn ra theo mệnh lệnh của các chỉ huy cấp cao, thì hiện giờ Moscow đã có sự linh hoạt hơn, phân quyền cho các đơn vị ra quyết định theo từng trường hợp cụ thể để ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Nga hiện đang ở thế phòng thủ trong khi cố gắng kìm hãm đà tiến của Ukraine. Trong một cuộc xung đột tiêu hao, việc giữ thế phòng thủ luôn có lợi thế hơn so với hoạt động tấn công. Các nhà phân tích cho rằng, cũng giống như Ukraine, hiện năng lực tấn công của Nga đang bị suy giảm do tổn thất về nhân lực và vật lực suốt thời gian qua. Vì thế, Moscow khó có khả năng giành được thêm các vùng lãnh thổ mới ở phía đông. Rút bài học kinh nghiệm từ những sai lầm, quân đội Nga đang dần rút ra bài học kinh nghiệm từ những sai lầm ban đầu. Chẳng hạn ở giai đoạn đầu xung đột, máy bay chiến đấu của Nga đã bay vào vùng hoạt động của lực lượng phòng không Ukraine. Một số chiến đấu cơ bay thẳng vào khu vực giao tranh với tên lửa đất đối không của đối phương. Kết quả là Moscow đã bị mất khá nhiều phương tiện trong khi không giành được ưu thế trên không. Dù vậy, Nga vẫn bảo toàn được phần lớn sức mạnh không quân. Hiện giờ máy bay Nga không bay vào những khu vực đó. Nếu có thì chúng chỉ bay ở độ cao, thấp trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng quay trở về. Tuy nhiên, việc kiểm soát hoàn toàn không phận Ukraine vẫn là một trong những mục tiêu nằm ngoài tầm với của Nga, do Ukraine tăng cường triển khai các hệ thống phòng không cho phương Tây cung cấp tại nhiều khu vực trọng yếu. Để đối phó với hệ thống phòng không của Ukraine, Nga đã biến những quả bom cũ thành bom dẫn đường bằng việc gắn thêm thiết bị cải tiến mô đun dẫn đường và lượn. Máy bay chiến đấu Nga sẽ thả bom này từ khu vực nằm bên ngoài tầm với của hệ thống phòng không Ukraine, thậm chí từ bên trong lãnh thổ Nga. Những quả bom lượn khi được phóng vào từ độ cao lớn, di chuyển với tốc độ cao có tầm bắn hiệu quả trên 50 km, có thể giáng đòn nặng nề vào các phòng tuyến và hậu phương của Ukraine, đồng thời khiến Kiev gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện và đánh chặn. Nga đã di chuyển các sở chỉ huy và kho đạn dược ra xa tiền tuyến sau khi Ukraine sử dụng bom dẫn đường bằng vệ tinh và bệ phóng HIMARS do phương Tây cung cấp, phóng tên lửa dẫn đường với tầm bắn hơn 80 km hoặc vào các mục tiêu này. Moscow đang nỗ lực tiết kiệm các nguồn lực pháo binh, mở rộng tuyến đường tiếp tế và tìm cách tấn công mục tiêu chính xác hơn. Trong khi đó, Mỹ cho biết sẽ cung cấp một số lượng nhỏ tên lửa cho Ukraine trong những tuần tới và có thể nâng dần số lượng về sau. Những tên lửa đất đối đất này có tầm bắn từ 160 đến 305 km tùy thuộc vào từng phiên bản và có thể nhắm vào các tuyến hậu cần của Nga. Nga hiện giờ đã bảo vệ binh sĩ và thiết bị tốt hơn bằng cách xây dựng các chiến hào kiên cố. Moscow cũng giấu xe tăng và xe bọc thép dưới các hàng cây, dùng lưới ngụy trang để đối phó. Đối với đối phương khó phát hiện, nhanh chóng điều động phương tiện xuất kích để bắn vào cứ điểm của Ukraine và rút lui. Họ giải mìn khắp các cánh đồng và gài bẫy chúng tôi. Solonko, một binh sĩ thuộc tiểu đoàn trinh sát trên không của Ukraine hoạt động gần tuyến phòng thủ chính của Nga ở phía Nam cho biết, nếu chúng ta so sánh giai đoạn này với giai đoạn bắt đầu xung đột thì sự khác biệt rất lớn. Họ đã giải mìn khắp các cánh đồng và tạo ra những cái bẫy để gài chúng tôi.
Ở phía Nam, Nga đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái và bom dẫn đường để ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine. UAV cảm tử và UAV được trang bị chất nổ đã đâm vào xe bọc thép, xe tải và lực lượng bộ binh Ukraine, vô hiệu hóa các phương tiện và gây thương vong cho đối phương. Ông Yuri Bezera, chỉ huy tiểu đoàn của vệ binh quốc gia Ukraine chiến đấu quanh khu vực Crimea ở miền Đông cho biết, đã có sự gia tăng rõ rệt trong tần suất sử dụng máy bay không người lái của Nga. Trước kia, chỉ có khoảng một vài chiếc thỉnh thoảng bay qua vị trí của tiểu đoàn để gửi tọa độ cho các đơn vị pháo binh Nga. Hiện giờ cả một bầy đoàn UAV hoạt động trên đầu chúng tôi. Ukraine cho rằng Nga có thể đã mua hàng nghìn máy bay không người lái giá rẻ của nhà sản xuất trên thị trường của Trung Quốc. Ngoài ra, Moscow cũng phối hợp với Iran xúc tiến sản xuất UAV Gridan-3. Quân đội Ukraine nói rằng họ đã mất hàng chục UAV mỗi ngày vì thiết bị gây nhiễu của Nga. Ukraine đã nỗ lực phát triển ngành công nghiệp máy bay không người lái trong thời gian gần đây, nhưng vẫn chưa thể bù đắp được tổn thất. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, Kiev đang mất khoảng 10.000 máy bay không người lái mỗi tháng, phần lớn là do các hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Ngược lại, quân đội Nga được cho là đã tìm cách ứng phó phù hợp với các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào lãnh thổ nước này. Nga đã phân tán máy bay hoặc trang thiết bị quan trọng tới nhiều khu vực thay vì tập trung chủ yếu ở một địa điểm. Moscow cũng lắp đặt lốp cao su và cánh thân máy bay. Việc sử dụng lốp của ô tô, xe tải gắn lên máy bay là một biện pháp đối phó nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhằm cung cấp cơ chế phòng thủ chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử hoặc tên lửa hành trình của đối phương. Theo giới phân tích, lớp phủ bằng lốp xe có thể được tính toán cẩn thận để phá vỡ tín hiệu hồng ngoại của những máy bay này, nhằm gây nhầm lẫn cho tên lửa hành trình sử dụng phép so sánh hình ảnh để tìm mục tiêu. Đây được xem là cách tiếp cận độc đáo để phòng thủ và là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm tìm ra cách thức mới và sáng tạo để ứng phó với những mối đe dọa mới. Cuối cùng, tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cũng đang thay đổi để đáp ứng các yêu cầu cấp bách trên chiến trường. Các công ty quốc phòng của nước này đã nỗ lực duy trì, thậm chí tăng cường sản xuất các loại phương tiện vũ khí, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo một quan chức quốc phòng phương Tây, Nga có thể sản xuất khoảng 100 xe tăng và khoảng 1 triệu quả đạn pháo mỗi năm. Nhưng trong bối cảnh các cuộc giao tranh diễn ra không ngừng nghỉ, các con số này có thể tăng lên gấp đôi trong vòng một năm. Ông Medvedev cảnh báo Mỹ. Ông Medvedev cho rằng Mỹ đang đẩy thế giới tới nguy cơ xung đột tồi tệ hơn khi cung cấp xe tăng Abrams và hứa chuyển tên lửa cho Ukraine. Có vẻ như Nga còn rất ít lựa chọn khác ngoài đối đầu trực tiếp với NATO, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev viết trên Telegram hôm 26 tháng 9, sau khi có thông tin Mỹ đã chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams cho Ukraine. Đề cập tới việc Mỹ cam kết cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân cho Ukraine, ông Medvedev cho rằng NATO do Mỹ dẫn dắt đã biến thành khối phát xít tương tự phe trục trong Thế chiến II. Ông tuyên bố Nga sẵn sàng đối đầu với NATO trong trường hợp cần thiết, cảnh báo thêm rằng cuộc xung đột như vậy sẽ dẫn tới hậu quả tàn khốc. Kết quả là nhân loại sẽ chịu những tổn thất nặng nề hơn so với năm 1945, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói, nhắc tới thời điểm kết thúc Thế chiến II. Ông cùng ngày thông báo đã tới thăm trường bắn gần với tiền tuyến ở Donetsk, khen ngợi các quân nhân Nga ở đây đã cho thấy phẩm chất chiến đấu xuất sắc với sự kiên định và quyết tâm hướng tới chiến thắng. Medvedev nhiều lần đưa ra quan điểm cứng rắn về quan hệ với phương Tây từ khi xảy ra xung đột ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Hồi tháng 9, ông đề xuất đình chỉ quan hệ ngoại giao với Liên minh châu Âu sau khi khối này ủng hộ việc cấm công dân Nga mang theo ô tô cá nhân và di động vào lãnh thổ EU. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng liên tục cảnh báo về khả năng nước này đối đầu trực tiếp với NATO và khả năng nổ ra Thế chiến III nếu khối này tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông nhiều lần nhắc lại tuyên bố rằng Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân khi cần. Ngày 22 tháng 9 đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với người đồng cấp Ukraine rằng Washington sẽ cung cấp tên lửa có tầm bắn 300 km cho Kiev. Mẫu tên lửa này có thể giúp Ukraine tập kích các mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga kiểm soát ở Ukraine. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin. Trong khi đó, Điện Kremlin cảnh báo Mỹ đang ngày càng tham gia trực tiếp vào xung đột, tuyên bố quân đội Nga sẽ cải thiện năng lực và kỹ thuật để đối phó loại tên lửa này. Ukraine lại hớ khi tuyên bố tiêu diệt chỉ huy hạm đội Biển Đen. Nếu chỉ huy hạm đội Biển Đen Sokolov thực sự bị Ukraine tiêu diệt, đây có thể là tin chấn động cho thành công của Kiev tại Crimea, khu vực sát nhập vào Nga từ năm 2014. Bán đảo Crimea có vai trò chiến lược trong an ninh khu vực này và đặc biệt quan trọng đối với cuộc xung đột Ukraine. Từ khi khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga dùng Crimea như một trung tâm tiếp tế cho các lực lượng Nga đang tham chiến.
Crimea hiện tại cũng là điểm nóng trong cuộc phản công của Ukraine tại khu vực phía Nam và Kiev đã tập trung hỏa lực để cắt đứt tuyến đường tiếp tế này. Vì lẽ đó, thông tin được đưa ra ngày 25 tháng 9 về việc Ukraine tiêu diệt chỉ huy hạm đội biển đen tại Crimea, Solokov, đã gây được sự chú ý lớn. Phía Ukraine khẳng định vị phó đô đốc này đã thiệt mạng cùng 33 sĩ quan khác của Nga sau khi Kiev không kích trụ sở hạm đội biển đen gần cảng Sevastopol. Ngoài ra, Ukraine cho biết có 105 người khác bị thương trong vụ tấn công trên, bao gồm hai tướng lĩnh bị thương nặng. Tuy vậy, New York Times cho rằng sự thật dường như không giống với tuyên bố từ phía Ukraine. Tờ báo Mỹ dẫn lời quan chức Ukraine thừa nhận còn một số điểm chưa chắc chắn về việc liệu ông Sokolov đã chết hay chưa. Cụ thể, một tuyên bố của quân đội Ukraine nói hiện nay họ đang xác minh về tình trạng của ông Sokolov sau khi Nga đăng tải một video có sự góp mặt của vị phó đô đốc này. Đoạn video được công bố vào ngày 26 tháng 9, diễn tả cảnh Sokolov dự một cuộc họp của quân đội Nga. Lâu nay, Nga ít khi thông tin cụ thể về những thiệt hại trên chiến trường, trong khi đó Ukraine cũng không ít lần đưa tin không đúng về thực địa, khiến các dạng thông tin này thường không thể ngay lập tức được xác minh đầy đủ. Một điều có thể khẳng định là phía Nga dường như bắn tín hiệu cho thấy ông Sokolov chưa chết, mặc dù Moscow không bình luận trực tiếp về vụ việc ở Crimea vừa qua. Trong đoạn video của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thảo luận về một cuộc diễn tập của hạm đội Thái Bình Dương. Trong cuộc thảo luận ấy, ông Sokolov đã xuất hiện trong một video trực tuyến và có vẻ đang ghi hình ở một địa điểm khác nhưng không nói gì. Đoạn băng này chiếu cảnh có ông Sokolov và có khả năng nhằm khẳng định rằng ông vẫn còn sống. Ngày tháng xuất hiện trên đoạn video là ngày 26 tháng 9, phù hợp với dữ liệu của đoạn video trên. Phía Ukraine vẫn khẳng định ông Sokolov nằm trong số người thiệt mạng từ cuộc không kích của họ, mặc dù thừa nhận có nhiều điểm không chắc chắn. Tuyên bố của quân đội Ukraine nói, theo nhiều nguồn tin, chỉ huy hạm đội biển đen nằm trong số người thiệt mạng. Nhiều người khác chưa nhận diện được vì thi thể không còn nguyên vẹn. Tờ New York Times cho biết, lưu ý rằng cơ sở của các tuyên bố của Ukraine hiện vẫn chưa rõ ràng. Tờ này viết thêm, trước đây Ukraine từng rơi vào tình cảnh lúng túng khi đưa tin về việc đánh chìm một con tàu Nga ở biển đen, chiếc Moscow. Ukraine tuyên bố chỉ huy tàu này đã thiệt mạng. Nhưng sau đó, tương tự, video cho thấy ông ta dường như vẫn còn đang sống và khỏe mạnh. Phản ứng mới nhất của Moscow khi siêu tăng Mỹ được chuyển đến Ukraine. Một quan chức an ninh cấp cao của Nga khẳng định vũ khí phương Tây cung cấp cho Kiev không phát huy được hiệu quả trước vũ khí của Moscow. Phát biểu tại cuộc tham vấn an ninh Nga-Ai Cập tại thủ đô Cairo vào ngày 26 tháng 9, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Pachusev cho biết chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại dù Kiev liên tục nhận được sự hỗ trợ vũ khí hiện đại từ phương Tây. Theo ông Pachusev, các loại vũ khí phương Tây cung cấp cho chính quyền Kiev đã tỏ ra không hiệu quả trước vũ khí của Nga. Cuộc phản công của quân đội Ukraine đã chùn bước. Kiev tiếp tục hứng chịu tổn thất lớn về lực lượng và cơ sở hạ tầng. Các loại vũ khí phương Tây hỗ trợ cho Ukraine không hiệu quả trước vũ khí của Nga và Kiev liên tục thiệt hại vũ khí trên chiến trường. Hãng tin TASS dẫn lời phát biểu của quan chức Nga tại cuộc tham vấn ở Cairo. Cùng ngày, Điện Kremlin tuyên bố xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất sẽ không thể phát huy hiệu quả tương tự như các loại vũ khí khác đã được phương Tây cung cấp cho Kiev trước đây. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng những chiếc xe tăng M1 Abrams của Mỹ vừa được chuyển đến Kiev sẽ khó tạo ra sự khác biệt trên chiến trường. Quan chức Điện Kremlin cảnh báo số thiết giáp mà Mỹ vừa chuyển giao cho Kiev cũng sẽ chịu chung số phận như các loại thiết bị quân sự được phương Tây gửi đến Ukraine. Trước đó vào hồi tháng 7, Tổng thống Putin tuyên bố rằng xe tăng phương Tây thậm chí còn bốc cháy nhanh hơn xe tăng do Liên Xô sản xuất. Vào thời điểm đó, Ukraine đã nhận được xe tăng Leopard do Đức sản xuất, Challenger 2 của Anh và xe tăng hạng nhẹ AMX-10 bánh do Pháp sản xuất. Sau khi Ukraine tiến hành chiến dịch phản công vào đầu tháng 6, quân đội Nga đã nhiều lần công bố các hình ảnh và video về các thiết bị quân sự của Ukraine bị phá hủy, bao gồm cả khí tài do phương Tây sản xuất như xe tăng Leopard và xe tăng Challenger của Anh. Trong một diễn biến liên quan, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo phương Tây đang đẩy thế giới đến gần hơn với một cuộc xung đột toàn cầu chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai bằng cách cung cấp vũ khí hạng nặng theo cấp độ tăng dần cho Ukraine. Dường như Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài xung đột trực tiếp với NATO. Ông Medvedev trong một bài đăng trên Telegram tuyên bố. Đồng thời, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga lưu ý các báo cáo tiến độ rằng Mỹ đã cam kết cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS tầm xa hơn. Các tuyên bố trên được giới chức Nga đưa ra sau khi có thông tin về việc xe tăng chiến đấu M1 Abrams do Mỹ sản xuất đã được chuyển đến Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận những siêu tăng M1 Abrams đầu tiên do Mỹ viện trợ đã đến Ukraine sớm hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không nêu rõ số lượng xe tăng trong đợt bàn giao đầu tiên này.
Hồi đầu năm nay, Mỹ cam kết gửi cho Ukraine 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do nước này sản xuất. Những chiếc xe tăng hiện đại được kỳ vọng sẽ giúp Kiev đạt được đột phá trong chiến dịch phản công đã kéo dài gần 4 tháng qua. Trong khi đó, Moscow nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine sẽ dẫn đến sự can dự sâu hơn của các thành viên NATO vào cuộc xung đột hiện tại và có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch phản công được Ukraine tiến hành từ đầu tháng 6 không đạt được bất kỳ đột phá nào trên chiến trường. Thay vào đó, lực lượng Kiev lại phải hứng chịu thương vong nặng nề. Theo ước tính mới nhất của bộ này, Ukraine đã mất hơn 17.000 binh sĩ và hơn 2.700 thiết bị quân sự kể từ đầu tháng 9. Tờ Wall Street Journal của Mỹ cho biết giới chức Ukraine không kỳ vọng xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams do Mỹ sản xuất sẽ có thể thay đổi cục diện trong cuộc xung đột với Nga. Lý do Nga quay lưng với đồng minh Armenia. Armenia là đồng minh quân sự và là đối tác chủ chốt của Nga ở Caucasus, nhưng ngày càng nghiêng về phương Tây khiến Moscow khoanh tay trong khủng hoảng Nagorno-Karabakh. Khi Azerbaijan phát động chiến dịch chống khủng bố ở vùng ly khai Nagorno-Karabakh đầu tuần trước, Armenia lập tức kêu gọi lực lượng gìn giữ hòa bình Nga can thiệp theo đúng cam kết giám sát thực thi thỏa thuận ngừng bắn mà các bên ký kết vào tháng 11 năm 2020. Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định chiến dịch của Azerbaijan diễn ra trên lãnh thổ nước này. Giới chức Nga cũng tuyên bố 2.000 lính gìn giữ hòa bình ở Nagorno-Karabakh không có nhiệm vụ ngăn cản chiến dịch của Azerbaijan. Nếu lực lượng gìn giữ hòa bình không bị đe dọa dưới bất kỳ hình thức nào, các quân nhân không cần dùng đến vũ khí. Andrei Katabolov, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Hạ viện Nga tuyên bố. Ngay cả khi một xe chở lính gìn giữ hòa bình Nga trúng đạn khiến nhiều người thiệt mạng, Điện Kremlin cũng không có phản ứng quyết liệt nào với Azerbaijan. Đó là lúc Yerevan nhận ra rằng đồng minh Moscow đã chọn không đứng về phía mình. Các đơn vị gìn giữ hòa bình Nga ở Nagorno-Karabakh đều án binh bất động trong suốt chiến dịch quân đội Azerbaijan. Hoạt động chủ yếu của họ là di tản dân thường ra khỏi các vùng giao tranh. Họ cũng là bên trung gian, xây dựng các điều khoản đầu hàng và giải trừ quân bị giữa lực lượng ly khai ở thủ phủ Stepanakert và Baku, phối hợp với giới chức Azerbaijan tiếp nhận vũ khí từ dân quân thân Armenia. Giới chức Moscow thừa nhận Baku đã báo tin cho họ không lâu trước khi mở chiến dịch, nhưng Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan nói chính quyền của ông không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ Nga. Ông cho rằng quyết định này của Moscow là kỳ lạ và đáng kinh ngạc, bất chấp hai nước cùng là thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO và Nga có căn cứ quân sự ở Armenia. Sự kiện phe ly khai ở Nagorno-Karabakh đầu hàng diễn ra giữa giai đoạn quan hệ Armenia-Nga nổi sóng. Chính quyền Thủ tướng Pashinyan những năm qua thường xuyên chỉ trích Nga thiếu hỗ trợ Armenia, khiến họ thất thế trong chiến sự vào năm 2020, sau đó thực thi không hiệu quả lệnh ngừng bắn, tạo điều kiện cho quân đội Azerbaijan dần cô lập chính quyền ly khai ở Nagorno-Karabakh. Thủ tướng Pashinyan đầu tháng 9 tuyên bố Armenia sai lầm chiến lược khi dựa vào Nga để đảm bảo an ninh quốc gia. Ông mô tả cấu trúc an ninh của Armenia liên kết 99,999% với Nga, bao gồm mua sắm quốc phòng. Tuy nhiên, ông đánh giá Nga đang trong tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược vì chiến sự ở Ukraine nên không thể trông chờ Moscow đáp ứng nhu cầu an ninh cho đồng minh. Lãnh đạo Armenia còn dự báo Nga sẽ giảm ảnh hưởng ở khu vực Nam Caucasus. Do đó, Armenia cần chủ động đa dạng hóa quan hệ an ninh của mình. Sau cuộc chiến năm 2020, Armenia và Azerbaijan đã cùng tìm đến Liên minh châu Âu EU làm trung gian đối thoại hòa bình thay vì Moscow, với vòng đối thoại gần nhất diễn ra vào ngày 15 tháng 7. Trong khi Azerbaijan nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia chuyển hướng tăng cường hợp tác với phương Tây, nổi bật là quyết định tập trận chung với quân đội Mỹ vào đầu tháng 9. Chính phủ Armenia tháng này còn trình cho Quốc hội khởi động phê duyệt quy chế Rome để trở thành thành viên Tòa hình sự quốc tế ICC, cơ quan đã phát lệnh truy nã Tổng thống Nga Putin. Hành động này đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Bộ Ngoại giao Nga, chỉ trích giới chức Armenia có hàng loạt động thái thiếu thân thiện với Moscow và những người có lập trường ủng hộ Nga. Nhiều nhà bình luận và chính trị gia Nga đã hướng sự chỉ trích về giới lãnh đạo Armenia trong sự kiện Nagorno-Karabakh đầu hàng quân đội Azerbaijan. Theo Bộ Ngoại giao Nga, tình hình địa chính trị tại Nagorno-Karabakh đã thay đổi đáng kể so với thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2020, do giới chức Armenia đưa ra những phát ngôn hàm ý thừa nhận khu vực này thuộc chủ quyền của Azerbaijan. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!